Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ có một thông tin rất là hot dành cho những bạn nào thích mua iPhone 10R hàng chính hãng. Hiện tại chiếc điện thoại này lại tiếp tục được giảm giá tại Hoàng Hà Mobile. Nếu lần gần nhất mình làm về chiếc điện thoại này thì giá nó rơi vào khoảng gần 12 triệu đồng. Thì bây giờ giá nó sẽ còn là 10 triệu 990.000 đồng, coi như là 11 triệu đồng đi, và tặng các bạn một gói xôi 10.000. Đấy. Thế thì với mức giá 11 triệu đồng của iPhone 10R bây giờ thì liệu nó đáng mua hay không? Mình sẽ phân tích cho các bạn ngay trong video ngày hôm nay. Đầu tiên là với mức giá như thế này thì giá của nó đúng bằng với cả giá của Samsung Galaxy S20 FE cái thời điểm mà nó giảm giá thấp nhất. Đấy, thì hiện tại mình lại check lại website của Hoàng Hà Mobile thì cái Galaxy S20 FE bây giờ nó lại lên giá rồi. Nó không còn là 10.990.000 nữa mà nó là 13.990.000 đồng, coi như là 14 triệu đi. Và hai sản phẩm này hiện tại đang lệch nhau khoảng 3 triệu. Đấy. Tuy nhiên, bật mí nho nhỏ cho các bạn nhé. Đó là khả năng từ giờ đến cuối tháng, chiếc S20 FE 256GB nó sẽ lại có chương trình sale off về tầm khoảng 11 triệu mà thôi. Nên là chúng ta cứ so sánh trước, để nếu mà sau này bạn nào mà phân vân hai sản phẩm này với nhau, chúng ta có thể lựa chọn mua được sản phẩm mà nó phù hợp nhất. Đó. Đầu tiên là về mặt thiết kế, đẹp hay xấu là tùy thuộc vào mắt mỗi người. Với cá nhân mình thì mình chỉ chê cái S20 FE ở cái chỗ là mặt lưng của nó bằng nhựa thôi. Chứ còn lại nếu mà tổng hòa thiết kế thì mình thấy là viền của nó mỏng hơn này, rồi là cái nốt ruồi của nó bé hơn rất nhiều so với cái tay thỏ kia. Và cái mặt sau của nó mình thích hơn là cái mặt sau chỉ có mỗi một camera giống như là iPhone 10R. Nếu mà để mình thích cái thiết kế nào hơn thì mình sẽ thích thiết kế của S20 FE hơn. Nhưng về cái cảm giác cầm nắm yên tâm hơn thì sẽ là iPhone 10R. Về mặt màn hình thì sao? Màn hình là điểm yếu của iPhone 10R thì lại là điểm mạnh của S20 FE. S20 FE sẽ có một cái màn hình tấm nền tốt hơn, đó là tấm nền Super AMOLED. Kích thước cũng lớn hơn, là 6,5 inch, giúp bạn giải trí ngon hơn. Độ phân giải cũng cao hơn, nó là Full HD cộng rồi, chứ không phải là 828p nữa. Đấy, và tần số quét màn hình cũng cao hơn luôn, đấy là 120Hz. Về mặt hiệu năng thì mình nghĩ là mình sẽ lựa chọn S20 FE, bởi vì S20 FE là một trong những chiếc điện thoại hiếm hoi của Samsung được chạy con chip Snapdragon 865 ở thị trường Việt Nam. Những sản phẩm khác thì hầu hết là chạy chip Exynos cả thôi. Chiếc điện thoại này thì lại được chạy chip 865. Chip 865 mình đánh giá là nhỉnh hơn Apple A12 một chút đi nhá. Đấy, Apple A12 thì mình đánh giá là nó sẽ nhỉnh hơn 855 nhưng mà không bằng 865 đâu. Thì đấy là cái quan điểm của mình. Và thêm nữa đó là với S20 FE các bạn có thể mua được phiên bản bộ nhớ trong lên tới là 256GB, gấp 4 lần so với bộ nhớ trong 64GB với mức giá này của iPhone 10R. Về camera thì camera chính thì mình đánh giá là iPhone 10R sẽ có camera chính ngon hơn. Nhưng mà camera đa dụng hơn thì sẽ là camera của S20 FE, bởi vì nó có cả camera tele lẫn camera góc rộng luôn. Và tele của nó thậm chí là tele 3X luôn. Và camera trước thì mình cũng đánh giá là sản phẩm của Samsung có phần nhỉnh hơn đấy. Về mặt pin thì pin của S20 FE cũng sẽ có phần nhỉnh hơn một chút. Mặc dù dung lượng pin thì là gấp rưỡi đấy, nhưng mà sử dụng thực tế thì nó chỉ nhỉnh hơn một tí thôi, bởi vì Apple tối ưu pin rất là tốt mà. Còn về các yếu tố khác thì sao? Loa ngoài là loa kép, cả hai con đều có. Kháng nước kháng bụi thì cả hai con cũng đều có luôn. Đấy, nhưng mà công nghệ âm thanh thì cái S20 FE kia nó có thêm công nghệ âm thanh Dolby Atmos nữa. Chính ra là iPhone 10R mức giá này thì mình thấy là nó là một mức giá tốt dành cho những ai thích mua điện thoại Apple. Chứ còn nếu mà so sánh sang với cả S20 FE thì mình thấy là S20 FE vẫn đang có phần nhỉnh hơn đấy. Còn cái mức giá 11 triệu này của iPhone 10R thì nó cũng xem giá với cả Poco F3 Pro, hay còn có một cái tên gọi khác đấy là Redmi K40 Pro đấy. Thế thì nếu mà Poco F3 Pro mà so sánh sang với iPhone 10R thì mình thấy là như nào? Mình thấy là thiết kế thì tùy thuộc mắt mỗi người thôi, nhưng độ nhận diện thương hiệu sẽ là iPhone tốt hơn đấy. Về mặt màn hình thì sẽ là Poco F3 Pro. Về mặt hiệu năng sẽ là Poco F3 Pro. Về mặt camera thì Poco F3 Pro cũng sẽ đa dụng hơn, nhưng mà camera chính thì mình vẫn đánh giá iPhone 10R tốt hơn. Về mặt pin thì Poco F3 Pro cũng sẽ có viên pin nhỉnh hơn, sạc của nó thì cũng sẽ nhanh hơn. Loa ngoài loa kép cả hai con đều có, nhưng kháng nước kháng bụi iPhone 10R sẽ hơn. Nhưng mà mình nghĩ thì mình biết là vẫn rất nhiều bạn, mặc dù lấy thông số Android so sánh sang với cả iPhone thì thấy là Android nó có một cái thông số nó cao hơn, nhưng vẫn rất nhiều người lựa chọn mua iPhone bởi vì đơn giản nó là iPhone. Có những người trong tư tưởng người ta chỉ biết đến hai loại điện thoại, một là iPhone và hai là không phải iPhone mà thôi. Đấy, người thích hệ điều hành iOS, thích có iMessage, có FaceTime, mua đi bán lại dễ dàng, sửa chữa dễ dàng, nhiều phụ kiện các thứ đi kèm. Thế như thế là họ thích rồi. Thì về cơ bản là với mức giá như này của iPhone 10R hàng chính hãng mới 100% thì mình đánh giá là đây là một mức giá hợp lý, chứ không phải là một mức giá gọi là quá khiến chúng ta phải wow lên. Hàng cũ của iPhone 10R thì nó loanh quanh tầm khoảng 8 triệu.
Như vậy hàng cũ so với hàng mới lệch nhau khoảng 3 triệu cũng là một con số khá lớn để các bạn phân vân đấy. Các bạn thấy sao về mức giá 11 triệu của iPhone 10R hàng chính hãng mới 100% tại Hoàng Hà Mobile bây giờ? Hãy để lại comment cho mình biết. Các bạn sẽ lựa chọn sản phẩm này hay lựa chọn mua Samsung Galaxy S20 FE trong cái trường hợp nó sẽ giảm giá từ giờ đến cuối tháng? Hãy để lại thêm comment. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.